Tận tình, ân cần, chu đáo và kiên trì là nhận xét chung của các bệnh nhân và người nhà về tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ các y bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Với quan điểm đổi mới phong cách thái độ phục vụ, bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Sau một tai nạn nghiêm trọng, bà Phạm Thị Năm bị tổn thương tủy sống ở cổ, mất khả năng vận động và không kiểm soát được nhiều hoạt động của cơ thể. Sau hơn một năm kiên trì điều trị tích cực tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, kỳ tích đã đến với bà. Từ cái lúc bắt đầu vào là tôi không nói được, không nói chung là giống như thế là người nằm liệt tại chỗ, không hy vọng gì hết. Nhưng mà với cái sự động viên, chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, thì là mình cũng thấy cảm thấy yên tâm. Thì là cứ mỗi một ngày nó khá lên một tí thì là tôi thấy cũng phấn khởi, với lại cũng tin ở các cái đội ngũ y bác sĩ ở đây. Thì là đến đây là tôi cảm thấy như về đến nhà mình. Với đặc thù đối tượng bệnh nhân thường gặp các bệnh mãn tính, di chứng của chấn thương sọ não, đột quỵ, bại não, cần thời gian điều trị lâu, khiến tâm lý của bệnh nhân và người nhà lo lắng và thiếu kiên trì. Do đó, bệnh viện luôn đặt ra mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, nêu cao ý đức, thái độ phục vụ để động viên, tiếp thêm nghị lực, giúp họ yên tâm chữa bệnh. Đặc biệt với khoảng 30 đến 40 trẻ bại não, điều trị thường xuyên, đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên ngoài trách nhiệm với công việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, còn phải có một tình yêu và tấm lòng yêu thương, chia sẻ để đồng hành với bệnh nhân. Ngoài việc là kiến thức về chuyên môn thì là điều quan trọng nữa là phải có cái sự kiên trì và nhẫn nại, và đặc biệt với trẻ nhi là có cái tình yêu thương, mình gần gũi với các cháu để các cháu cũng như kiểu mình cũng như là một người mẹ để mà mình giao tiếp. Bệnh của các cháu có thể là được thuyên giảm. Trong những năm qua, bệnh viện còn quan tâm đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị y tế hiện đại, các loại máy phục hồi chức năng vận động, hoạt động trị liệu, hóa sinh tự động. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh và điều trị được nâng cao, trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân không chỉ trong tỉnh mà còn nhiều địa phương khác. Để nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và đã thực hiện đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Trong năm qua, bệnh viện đã đào tạo được 3 bác sĩ sau đại học và cử 5 lượt kỹ thuật viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nhằm mục đích nâng cao chất lượng điều trị, nâng cao khả năng phục hồi cho người bệnh. Thế mạnh ở Bệnh viện Phục hồi chức năng, thứ nhất là y đức đưa lên hàng đầu, sau đó với những trang thiết bị đã được cấp thì chúng tôi đã sử dụng những trang thiết bị đó có mục đích và hiệu quả để mang lại cái hiệu quả điều trị cho người bệnh. Năm 2022, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh có 160 giường bệnh, vượt kế hoạch giao với tổng số lần khám bệnh là trên 3.000 lượt, đạt trên 152%. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 2.958 lượt, đạt trên 200%. Có tới trên 99% người bệnh được khảo sát hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện.